bạn thân mến, từ lâu nghệ và mật ong đã được biết đến như một loại thần dược đối với sức khỏe và sắc đẹp, giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cũng như hỗ trợ điều trị hệ tiêu hóa và hỗ trợ điều trị chứng huyết áp cao. Bên cạnh đó, nghệ và mật ong còn có tác dụng vô cùng hiệu quả đối với việc làm đẹp, trị mụn, kháng khuẩn, liền da cũng như là nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, tác dụng của nghệ và mật ong sẽ đạt đến hiệu quả tối đa khi chúng ta cùng kết hợp chúng trong cùng một công thức. Và công thức đó là gì? Hiệu quả ra sao? Ngay sau đây, các bạn và Linh Chi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Viên nghệ mật ong của thảo mộc 37 là sự kết hợp giữa tinh nghệ tách hoàn toàn dầu cùng với mật ong rừng và sữa ong chúa tươi, là sản phẩm hoàn toàn từ những thành phần vô cùng tự nhiên, không chất bảo quản, không chất tạo màu. Linh Chi đã tìm thấy cho mình một sản phẩm mà Linh Chi cảm thấy vô cùng yêu thích, bởi vì sau khi sử dụng, Linh Chi thấy vô cùng hiệu quả và hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe cũng như làn da của mình. Đó chính là sản phẩm viên nghệ mật ong của thảo mộc 37. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này, chúng ta có thể dễ dàng đặt vào túi sách và vali để mang đi du lịch, mang đi công tác, rất tiện lợi đúng không ạ? Và cách sử dụng thì cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này một ngày 3 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên là đã có thể đạt được hiệu quả tối đa trong việc đảm bảo sức khỏe cũng như là cải thiện làn da của mình. Linh Chi đã từng sử dụng rất nhiều những sản phẩm viên nghệ mật ong, nhưng chỉ từ khi tìm đến sản phẩm của thảo mộc 37 thì Linh Chi mới cảm thấy thật sự hài lòng, bởi vì nó không bị hắc mùi nghệ. Đảm bảo là 100% từ thiên nhiên, rất thơm, ngọt, giống như là chúng ta đang ăn những viên kẹo vậy. Linh Chi tin chắc chắn rằng là sản phẩm này sẽ làm hài lòng tất cả những quý vị khách hàng. Ngay từ hôm nay, hãy cùng với Linh Chi bảo vệ sức khỏe và làn da ngay từ bên trong cùng với sản phẩm viên nghệ mật ong của Thảo Mộc 37.